Acha ma Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và sau đây con kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem mít lòng thành kính xin quy Phật. Tham băng sa ra năng gạch cha mi, con đem mít lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem mít lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ kỷ dâm vị Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem mít lòng thành kính xin quy lần thứ nhì. Đủ kỷ dâm vị tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ kỷ dâm vị sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tả kỷ dâm vị Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tả kỷ dâm vị tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tả dâm vị sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti dâm bi bút thân sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi tham măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tả ti dâm bi bút thân sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tả ti dâm bi thâm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tả ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thi sa ra nắp năng paripun, phép quy tâm bảo tròn ngữ chỉ có thế thôi. Panati pata veramani sikhapadang samadhiyami, con xin vâng dự hoặc là quy tánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikhapadang samadhiyami, con xin vâng dự điều hoặc là quy tánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara veramani sikhapadang samadhiyami, con xin vâng dự điều hoặc là quy tánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng dự điều hoặc là quy tánh xa sự nói dối. Suramera yamachabhamahana veramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng dự điều hoặc là quy tánh xa sự dễ uống đồ và các chất say. Manatipahata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Dinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Amitchachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machabhamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
imani pancasika padani saduka katwa apamade dan cha kalang sama rakhi tepang. Chư thiện tính sau khi đã thọ trì ngũ giới rồi nghĩ rằng những hành theo cho được trong sạch chẳng nên dễ vui. A ma phần tê, dạ con xin vâng. Sile nani tu thiên danh tị, sile nam phô gà sâm bà đà. Sile nà sụ gà thiên danh tị, tas ma si lăng vi sô tha dê. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cái quý vị thọ trì giới luật cho được trong sinh để lâu. Sa thụ sa thụ ẩn thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư huy niệm đã tân hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho phần hàng Phật tử của chúng con. Sau đây con kính mời đạo Pan tham afi tham ma cham mang ako tayanto chatusak chadandang bappo thane parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chứ không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cách rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Kinh Milinda vấn đáp. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư huy niệm. Dạ con xin xuống mít ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ bước qua một cái phần mới. Đó là Mendaka Pangha Rinpo, tức là chuẩn bị phần mở đầu cho các câu hỏi đối chọi. Thì trong cái phẩm này á, chủ yếu đề cập đến những sự việc như sau. Trước khi bước vào chính thức những cái câu hỏi mang cái tính cách nó đối lập với nhau, dễ gây cái sự hiểu lầm và nó không phổ thông đến những người mà không có cái sự suy xét một cách kỹ lưỡng, nhất là trí tuệ không có sáng suốt thì dễ sẽ hiểu lầm. Cho nên chính vì vậy mà Đức Vua ngài đã có một số những cái thao tác rất là cẩn thận trước khi bước vào tiến hành vấn đạo đối với những câu hỏi mang cái tính cách đối lập, nó dường như nó rất là mâu thuẫn với nhau, cần phải được giải thích tránh cái sự hiểu lầm trong tương lai. Thứ nhất là trình bày về việc chuẩn bị tốt cho bản thân của chính mình trước khi tiến hành vào việc thảo luận một cách kỹ lưỡng bằng cái hình thức như là vị ấy
sẽ thay đổi cái cách ăn mặc, cái hình tướng của chính bản thân mình, và thọ trì an trú vào trong những pháp để nâng cao cái tinh thần của mình trước khi vấn đạo. Và thứ hai là trình bày đến những chỗ cần phải xa lắm, bởi vì đối với những chỗ đó nó không có thuận lợi, nó có thể làm hư hỏng đến việc thảo luận. Thứ ba là đàm luận những cái hạng người có những cái trở ngại thì sẽ làm hỏng cái việc thảo luận. Và hơn nữa, trình bày về những hạng người cần phải xa lánh, bởi vì do không có kín đáo, không có giữ mồm giữ miệng đó, phô trương bậy bạ, sau khi đã học biết được những pháp cần phải nhận biết rồi thì rêu rao, nó không có phù hợp. Đó là cái điều thứ tư. Điều thứ năm, đó là Đức Vua Ngài trình bày đến bản thân của mình, do quán sát thấy được cái sự nhận thức của chính bản thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đi đến cái giai đoạn chín mùi thuận lợi cho cái việc học tập. Và cũng trình bày đến đức tính của những vị thầy cần phải có đối người học trò của chính bản thân mình. Và cuối cùng là phần thứ bảy, là Ngài Nagasena, Ngài trình bày cho Đức Vua biết về 10 đức tính của người cư sĩ cần phải có, 10 cái đức lành. Đó là những phần ở trong cái phẩm này. Cho nên sư nghĩ rằng hôm nay chúng ta học một hai ba bốn phần, một hai ba bốn năm chứ lỡ cỡ có không không được rồi, 1, 3, 4, 5 thôi. Chú ạ, hôm nay mình học phần theo cái phần chánh văn đó, là từ đoạn số 1 cho đến hết đoạn số 5 thôi. Rồi, bây giờ không biết cô Nguyên Trang có hay cô Nguyên Như có phần chánh văn ở trước mặt hay không. Nếu như có thì đọc giùm sư đi, từ đoạn số 1 cho đến hết đoạn số 5 thôi. Rồi, bây giờ xin mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy Giá, con Nguyên Trang, và lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ niệm, và con xin đọc phần chánh kinh. Phần mở đầu, các câu hỏi nghịch lý. Một, phẩm năng lực của thần thông. Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc sảo, Melinda đã đến gặp Nagasena nhằm phân tích về trí tuệ. Trong khi sống dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi trí thông minh đã được mở ra, Đức Vua cũng đã trở thành vị thông hiểu tam tạng. Sau khi đã đi đến nơi thanh vắng, trong khi ngẫm về chính thể loại trọng đêm, Đức Vua đã nhận thấy những câu hỏi khó được thông suốt, có sự bắt bẻ trong giáo pháp của Đấng Pháp Vương, có lời nói có tính giảng giải, có lời nói về sự liên hệ, có lời nói về bản chất, do không hiểu được ý nghĩa của chúng, về những vấn đề nghịch lý trong lời dạy của Đức Chiến Thắng. Vào thời vị Lai xa xôi, sẽ có sự tranh cãi về chúng. Vậy thì sau khi có niềm tin vào vị thuyết giảng, ta sẽ khiến cho các vấn đề nghịch lý được chia sẻ. Trong ngày vị Lai, người ta sẽ giải thích theo đường lối đã được giải thích của vị ấy. Một, sau đó, lúc đêm đã nhạt bình minh, đã rạng, Đức Vua Milinda đã gội đầu, chắp tay,
lên ở trán, tưởng niệm đến chư Phật toàn giác, quá khứ vị lai và hiện tại, đã thọ trì 8 phận sự hành trì rằng, từ hôm nay cho đến 7 ngày sắp tới của trẫm, trẫm sẽ thọ trì 8 đức tính, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. Trong khi có pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trẫm đây sẽ làm cho vị thầy dạy học được hài lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chất nghịch lý. Sau đó, Đức vua Milinda đã bỏ đi cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ trang sức, rồi mặc vào tấm vải cà sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt đến trạng thái của vị hiền sĩ, và thọ trì 8 đức hạnh. 7 ngày này, trẫm không chỉ bảo công việc triều chính, không sanh khởi tâm liên hệ đến dục, không sanh khởi tâm liên hệ với sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến si mê, có lối cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, hộ trì toàn diện luôn cả 6 xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ ái. Rồi Đức vua đã thọ trì 8 đức hạnh này, thiết lập tâm lý vào chính 8 đức hạnh ấy, đã không đi ra bên ngoài và đã trải qua 7 ngày. Vào ngày thứ 8, khi đêm đã nhạt, sau khi dùng buổi điểm tâm rất sớm, Đức vua Milinda với mắt nhìn xuống, với lời nói cân nhắc, với 4 oai nghi nghiêm chỉnh, với tâm không tán loạn, vui vẻ, phấn khởi, tịnh tính, đã đi đến gặp trưởng lão Nagasena. Sau khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của vị trưởng lão, rồi đã đứng ở một bên nói điều này: thưa ngài Nagasena, trẫm có vấn đề cần thảo luận với ngài, không muốn có những người thứ ba nào khác ở nơi ấy, là ở chỗ trống vắng, ở khu rừng tách biệt, đạt được 8 điều kiện thích hợp cho các vị sa môn. Tại đó, câu hỏi ấy sẽ được hỏi. Tại đó, trẫm không giữ bí mật, sẽ không giấu giếm. Trẫm xứng đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Vấn đề ấy nên được xem xét, thậm chí bằng ví dụ, giống như là điều gì? Thưa ngài Nagasena, giống như trái đất vĩ đại, là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất giấu xảy đến. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, trẫm xứng đáng để nghe điều được giấu kín như sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Câu số 2. Sau đó, Đức vua đã đi vào khu rừng tách biệt cùng với vị thầy và đã nói điều này: thưa ngài Nagasena, ở đây người có ý định thảo luận có 8 nơi cần xa lánh. Có người có sự hiểu biết, không thảo luận ở những nơi ấy. Vấn đề dầu đã được thảo luận sẽ bị đổ vỡ, không thành tựu là 8 nơi này, là 8 nơi nào? Nơi không bằng phẳng nên được xa lánh. Có sự lo sợ nên được xa lánh. Nên có gió mạnh nên được xa lánh. Nơi được che kín nên được xa lánh. Nơi có chư thiên nên được xa lánh. Đường lộ nên được xa lánh. Chỗ qua lại nên được xa lánh. Đến nước nên được xa lánh. 8 nơi này nên được xa lánh. Câu số 3. Vị trưởng lão đã nói rằng, có điều sai trái gì ở nơi không bằng phẳng? Có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, ở nơi của chư thiên, ở đường lộ, ở chỗ qua lại, ở bến nước. Thưa ngài Nagasena, vấn đề được thảo luận ở nơi không bằng phẳng sẽ tản mạnh, tan tác, nhỏ giọt, không thành tựu. Ở nơi có sự lo sợ vì tâm lý bị khuấy động, khi bị khuấy động thì không theo dõi vấn đề một cách đúng đắn. Ở nơi có gió mạnh thì âm thanh không rõ. Ở nơi được che kín thì nhiều người đứng nghe lén.
ở nơi của chư thiên, vấn đề được thảo luận trở thành nghiêm trọng. Ở đường lộ, vấn đề được thảo luận trở thành vô bổ. Ở chỗ qua lại, trở nên thất thường. Ở bến nước, trở nên lộ liễu. Vậy, ở đây là nơi không bằng phẳng, có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, được chư thiên ngự, đường lộ, chỗ qua lại, bến nước. Tám nơi này nên được xa lánh. Câu số 4. Thưa Ngài Nagasena, có tám hạng người này. Trong khi thẩm vấn đề được thảo luận là tám hạng nào? Hạng có tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh ngã mạn, hạng tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều, hạng ngu dốt. Tám hạng người này làm hỏng vấn đề được thảo luận. Câu số 5. Vị trưởng lão đã nói rằng, những người ấy có sự sai trái gì? Thưa Ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của sự ái luyến. Hạng có tánh sân làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của sự. Hạng có tánh si làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của si. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vấn đề được thảo luận do tác động của tham. Hạng lười biếng làm hỏng vấn đề được luận của sự lười biếng. Hạng suy nghĩ một chiều làm hỏng vấn đề được thảo luận do được suy nghĩ một chiều. Hạng ngu dốt làm hỏng vấn đề được thảo luận do sự ngu dốt. Vậy ở đây là hạng bị luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tham lam, lười biếng là tương tự. Có suy nghĩ một chiều là ngu dốt. Có suy nghĩ một chiều và ngu dốt. Các hạng người này làm hư hỏng vấn đề. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Và sau đây con kính dâng mic lại cho sư để sư giảng giải bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ con xin xuống mic. Rồi, xin cảm ơn cô Minh Trang. Bây giờ thì chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ tuần tự mình xem những bằng cần phải được trình bày trong bài học ngày hôm nay. Chúng con đã mới lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán đứng chánh hạnh giác. Chúng con đến đất lòng thành kính làm đại giáo pháp Đức Thế Tôn biết dẫn chúng có công năng đến sự ở trên thực hành chúng tăng và thực hành đã đắc quán hoặc phàm của chư thiên và lợi người cao quý thì ba điểm thứ nhất là việc chuẩn bị của Đức Vua đối với bản thân mình cho tốt. Thứ hai là những nơi mà Đức Vua Ngài trình bày cần phải được lựa chọn, bởi vì nếu như vướng phải những cái pháp trở ngại, nó có thể ảnh hưởng đến việc đàm luận pháp.
Và thứ ba là đối với những hạng người nào mà khi mà đàn luận pháp đến do cái bản tánh của họ nó bị kẹt vào trong những cái điều không có thuận lợi, điều trở ngại, có thể làm mà cho luận nó không có được đi đến viên mãn, không có được đi đến cái kết quả tốt đẹp. Đó, đó là ba cái title, ba cái tiêu chuẩn ở trong cái bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với mình làm một cái công việc gì đó, trước hết cái việc chuẩn bị cho bản thân nó rất là quan trọng, nhất là khi cần phải có những việc cần phải được giải quyết mang cái yếu tố trong cái lĩnh vực sâu sắc, cần phải đậm não nhiều á, thì việc chuẩn bị về tâm lý trước cho cẩn thận nó là một cái điều mà rất là cần thiết. Và thiết nghĩ rằng là Đức Vua Milinda ở đây là bậc sáng trí, cho nên chính vì vậy mà trước khi tiến hành thì vị ấy đã tự mình suy xét để mà chuẩn bị cho bản thân bằng cái cách là thay đổi cái hình thức ăn mặc của chính bản thân mình, giống như cái từ bỏ cái hình dạng của một vị vua đi để thay đổi vào đó là thực hiện cái cách sống, cái cách ăn mặc của một vị đạo sĩ. Ăn mặc rất là đơn giản, đầu tóc thì không có đeo vương mão này kia, mà gọn gàng, chỉ gọn gàng và đơn giản, rất là giản dị. Rồi vị ấy đã thực hiện trong vòng 7 ngày, trong thời gian chuẩn bị đó, an trú bản thân vào trong 8 pháp. 8 pháp ở đây chúng ta thấy rằng đó chính là trong 7 ngày này chấm không chỉ bảo công việc triều chính, tức là gác có những công việc mà thuộc về thế sự qua một bên hết, không có tâm, không sanh khởi tâm liên hệ đến ái luyến, không sanh khởi tâm liên hệ với sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến si mê, có lối cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, hộ trì toàn diện luôn cả sáu xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ ái. Đó là tổng cộng 8 pháp. Thì ở đây đại khái là như thế này. Thực ra cái cho tâm lý của mình nó không có được trong sáng, dễ đét những cái vấn đề, nhất là những chuyện, những vấn đề sâu xa, đó là chính là do nội tâm của mình nó nhiều phiền não, và nhất là những cái sở hành ở trong cái đời sống của mình nó thiên về việc bận rộn đa sự quá. Cho nên chính vì vậy mà đó là những cái pháp cần phải được loại bỏ đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ở đây không đề cập gì đến năm giới của người cư sĩ. Nhưng mà trong cái sự thực hành của Đức Vua khi an trú vào trong 8 pháp này nó còn hơn thế nữa. Nó còn hơn thế nữa. Đối với những vị vua, thưa quý vị, những cái công việc bề bộn và hưởng thụ cái đời sống vương giả,
nếu như mà không có biết chừng mực á, thì tâm tư của vị vua đó nó sẽ không còn minh mẫn nữa. Và hơn nữa cái tuổi thọ, kéo theo cái tuổi thọ nó sẽ giảm. Cho nên vì vậy mà ở trong cái hoàng cung của những triều đại của những vị vua thường hay có một cái nơi, và cái nơi đó được xem như là cái nơi nghỉ dưỡng. Khi mà đức vua ngài đã quá mệt mỏi, trong những thời điểm mệt mỏi đối với việc bận bề đủ thứ chuyện hết rồi, hơn nữa các phi tần rồi cứ lướt qua lướt lại kêu réo tối ngày thì tâm tư của vị ấy sẽ rất là bận rộn, không có được thoải mái. Nên chính vì vậy mà thường á là trong hoàng cung hay có một cái nơi để cho đức vua ngài xa lánh hết tất cả những cái chuyện đó, không có tiếp cận đến nhiều những công việc bề bộn của quốc sự, và cái việc hưởng thụ nó sẽ được giảm thiểu tối đa. Cho nên chính vì vậy mà đức vua Milinda ngài trước khi bắt đầu gặp ngài Nagasena đã có một cái sự chuẩn bị rất là tốt. Cái điều này đó quý vị, nó cũng cho một cái người cư sĩ mình và những người tu tập mình được một cái lợi ích để mà chúng ta có thể học hỏi được. Khi mà mình làm những cái công việc gì mà được xem như nan giải, khó giải quyết thì cái công việc đầu tiên của mình là mình phải giữ cho nội tâm của mình nó được bình tĩnh. Sau đó mình mới có thể giải quyết được công việc tốt. Còn nếu như mà nội tâm mình nó không có được sáng suốt, không được bình tĩnh, không được nhu nhuyễn, thì những cái vấn đề mình giải quyết nó sẽ không đi đâu đến đâu hết, nó sẽ rất là lộn xộn. Nói gì đến việc học pháp thưa quý vị, cũng giống như mình muốn hấp thu một cái chất dưỡng chất gì đó vào trong cơ thể á, thì cái cơ thể đó phải cần phải có cái sự hấp thu tốt, phải không? Cho nên chính vì vậy mà đây cũng là một điều mà chúng ta nên nhớ rằng khi mà mình trong cái việc học tập của mình học pháp, để mà có cái sự tiếp thu tốt đó, thì chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị bản thân của mình. Nhất là dẹp bỏ hết tất cả những vấn đề linh tinh lang tang khác gây trở ngại, và giữ gìn cho cái đời sống thân khẩu ý của mình nó tương đối, nó được ổn định. Tuy nhiên phàm phu á, thì chúng ta không phải là được như bậc thánh, nhưng mà dù trong một cái khoảng gian như vậy á, chúng ta cũng hạn chế được rất nhiều. Có như thế thì mới dọn dẹp được những cái chướng ngại để cho cái việc học tập tiếp thu những điều mà khó suy xét nó đạt đến được cái kết quả tốt đẹp. Đó là như vậy đó. Cho nên đức vua ở đây ngài đã chuẩn bị bản thân mình rất là tốt rồi, thấy không? Vấn đề thứ hai, chuyện thứ hai ở đây là chọn nơi để mà đàm luận, chọn nơi để làm mà đàm luận. Lúc vô ngài đã nêu lên rằng 8 cái chỗ cần phải được xa lánh, bởi vì 8 chỗ đó nó có thể gây trở ngại. Một cách tuy nó chỉ là ngoại cảnh khách quan thôi, nhưng sẽ gây trở ngại cho việc đàm luận pháp. Thứ nhất là nơi không bằng phẳng nên được xa lánh. Thì mình biết rồi, cái chỗ mà mình ngồi á thưa quý vị, thật ra nó cũng là một cái tư thế để mà làm cho thân tâm của mình nó ổn định, nó được ổn định. Bởi vì tại sao? Chẳng như bây giờ mình cứ tưởng tượng đi, là như giờ cho sư đi, chẳng hạn như sư thuyết pháp á, là sư cho sư phải ngồi ở một cái tư thế thoải mái, cân bằng,
thì sư mới có thể dễ dàng coi như là nhiếp tâm để mà tập trung trình bày pháp, kể cả đối với người nghe cũng vậy thưa quý vị. À, cái tư thế của mình, cái địa hình đó, nó ngồi ở cái tư thế nó khập khiễng, nó không có được cân bằng, thì cái việc tập trung của mình sẽ bị trở ngại, sẽ có vấn đề ngay. Bởi vì tại sao? Bởi vì tâm của mình đó, nó cứ mãi chú ý đến cái tư thế của chính mình đó. Cái tư thế của chính mình, cho nên chính vì vậy mà nó đã bị bận tâm ở cái chỗ đó rồi. Như mình ngồi hoặc là mình đứng cũng vậy đó. Chỗ không có cân bằng đó, thì như vậy của mình nó phải suy, nó bận tâm đến cái việc làm sao để mà giữ cho cân bằng đó. Nó tốn một phần năng lượng của tâm lý, cho nên chính vì thế mà cái chỗ địa lý chỗ cân bằng là không cân bằng, đó là một cái trở ngại thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là nơi có sự lo sợ nên cần được xa lánh. Điều này thì mình cũng dễ hiểu rồi. Giải quyết một vấn đề gì đó hoặc là thảo luận học hỏi gì đó, tâm cứ lúc nào cũng có những cái mà nó có nguy cơ nơm nớp lo sợ không à. Chỗ thì làm sao mình yên tâm được thứ gì? Làm sao mình yên tâm được, mình không có chuyên chú được. Rồi, đây là cái chuyện thứ hai. Rồi nơi được che kín nên được xa lánh. Nơi được che kín nên được xa lánh ở đây là do bởi cái nguyên nhân đó. Khi mình làm cái đó mà nó lấp quá đó, là người tặng người lén, cho nên ở cái nơi mà nó minh bạch thì không có tạo cái sự nghi ngờ, nên không có gây cái trở ngại về những người người ta to mò, người ta tám đó, người ta tám, người ta nhiều chuyện á, nó không bị hư hỏng bởi những người đó. Rồi, nơi có gió mạnh nên được xa lánh. Cái này mình rõ ràng rồi. Gió mạnh thì âm thanh nó sẽ bị nhiễu loạn, cũng không có tập trung được. Rồi, nơi của chư thiên nên được xa lánh, bởi vì cái nguyên nhân đó là cái vấn đề thảo luận trở thành nghiêm trọng. Thì ở trường hợp này á, sư cũng chưa có hiểu rõ lắm, nhưng theo như sư nhận định là ở những chỗ có vị thiên nhân á, thì những chỗ đó chẳng hạn như đình miếu vân vân, thì những chỗ đó có những hàng chư thiên ở, thì khi những vấn đề mà mình thảo luận ở đó nó không có được thuận lợi, nó không được thuận lợi. Còn cái nguyên nhân lý do tại sao thì thú thật với quý vị là sư chưa có hiểu về cái trường hợp này, cho nên cho qua. Đường lộ nên được xa lánh. Đường lộ là chỗ đi qua đi lại thì nó không thuận tiện cho việc đàm luận lắm. Cứ hở đang đứng rồi có người này xẹt qua, người kia xẹt lại. Nói đến vấn đề này, sư nhớ đến có một trường hợp. Khi mà mình không có biết được, không có hiểu được những chỗ nào là chỗ cần thiết, lúc nào lúc hợp thời để mà nói pháp, để mà đàm luận đó, thì lúc đó đó cái việc nói pháp và thuyết pháp và tính pháp của mình nó giống như là nó dư thừa, nó không có phù hợp. Như theo như sư được biết đó, nó có một số những vị, có một số vị sư vừa bị cái bệnh thích thuyết pháp. Thích thuyết pháp ở đây nó không phải là thuyết pháp đơn thuần, mà thích thuyết pháp có nghĩa là nói lung tung beng hết, chỗ nào cũng nói được hết. Chẳng hạn như ở bên Miến Điện có một trường hợp, có một vị về ở Việt Nam thì thuyết pháp thì mình cũng phải tùy thời tùy lúc
nhất là tùy chỗ. Chứ còn đôi khi có những người cư sĩ người ta đến, người ta gặp mình hay do ngẫu nhiên đó, ngay trước đường đi vậy đó, đi qua người đi qua đi lại ở nơi thiền đường, rồi đứng đó rồi mình nói pháp, rồi thao thao bất tuyệt, lê thê dài dòng. Chưa kể là sư được biết đó là đứng ngay trước cái đường lối đi của người ta, cho nên giống như kỳ đà cản mũi vậy đó. Vì vậy mà cái chỗ mà có người đi qua đi lại là cái chỗ không có phù hợp, chỗ không phù hợp. Mà mình thuyết pháp á, thì mình cũng phải tùy chỗ, chỗ chứ đâu phải là theo như cái sở thích của mình. Cứ nói coi như là tùm lum ra, chỗ nào mình cũng đè đầu người khác, bắt người ta nghe pháp hết. Thì như vậy nó không có kết quả tốt, nó không kết quả tốt. Cho nên nơi mà có đường lộ nên được xa lánh, nên được xa lánh là như vậy. Nơi chỗ bến nước nên được xa lánh, thì chỗ đó nó cũng tương đương với đường lộ thôi. Tức là chỗ có người qua lại nhiều quá, tập trung đông quá, nó không thích hợp. Rồi, đó là những điều mà Đức Vua Minh Đá đã nói đến, là khi chọn một cái nơi để có cái cuộc đàm luận về pháp á, thì cần phải lựa chọn cẩn thận, tránh xa những cái chỗ nó có thể gây bất lợi cho việc học tập. Rồi, tiếp theo đó là những người đối với việc thảo luận với những hạng người sau đây thì vấn đề có thể sẽ bị họ làm hỏng. Đó là thứ nhất là hạng người có tánh ái luyến, hạng người có tánh sân hận, hạng người có tánh si mê, hạng người có tánh ngã mạn, hạng người có tánh tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều và hạng ngu dốt. Thì ở đây đối với một vấn đề cần phải được làm rõ để cho người khác người ta thấy được cái chân tướng của nó. Mà nếu được trình bày hay là được nhận thức y cứ trên một cái nội mà thương và ghét đó, thưa quý vị, dính mắt ái luyến, thì như vậy vấn đề nó sẽ không có được công bằng. Nó không được công bằng. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ như sau, có những chuyện á mà khi mà mình trình bày khi về con người nào đó, nhận xét con người nào đó, nhưng mà do bởi là người đó là người mình thích hoặc là người mình không có thích, thích hoặc không thích, thì lúc đó cái việc nhận định về pháp một cách công bằng trong cái trường hợp đối với người ấy nó sẽ không có còn chính xác nữa. Và tương tự như vậy đối với người có tánh si mê cũng vậy. Người có tánh si mê cũng vậy nữa. Tâm cứ mơ màng màng đó, tâm phóng dật, tâm cứ gọi như là nửa tin nửa ngờ vân vân. Thì lúc đối với hạng người này, nhận định vấn đề để mà thảo luận với nhau, nói chuyện với nhau, thảo luận với nhau nó cũng không có được ổn. Rồi hạng người có tánh ngã mạn là một trường hợp mình thường hay gặp lắm, thưa quý vị. Đây là trường hợp mình thường hay gặp đó. Đối với những người mà khi đã chấp thủ do cái sự hiểu biết của chính bản thân mình, do cái kiêu mạn về bản thân đó, lúc nào cũng nghĩ mình là cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng đúng, thì trường hợp này á, chúng ta khó bề mà lắng nghe người khác trình bày và suy xét cẩn thận vấn đề một cách hợp lý. Cho nên trường hợp như vậy á, cũng là một trở ngại rất là lớn. Chính vì thế mà cái việc loại bỏ đối với những cái tâm tư nó bất lợi trong cái việc thảo luận á, việc này
quan trọng lắm thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta đứng trước một sự việc, mình phải nhận định là mình nhận định cái sự việc đó đó nó có dựa trên cái sự luyến ái hay sân hận, hay là do si mê hay không, hay là do si mê hay không. Rồi có phải vì sự kiêu mạn, sự kiêu mạn về bản thân mình mà mình chối bỏ hay là mình chấp nhận cái sự thật đó hay không? Nhận định như bằng những cái trạng thái như vậy nó không có chuẩn nữa thưa quý vị, nó không chuẩn nữa, sai bét hết. Rồi, đó là 4. Hạng người có tánh tham, hạng lười biếng. Tham lam tức là tham lam, thích thú cái gì cũng ham muốn hết. Cái gì cũng ham muốn, nhất là những cái trường hợp người nặng về vật chất, tài vật, tham lam vật chất. Cái người này là bàn luận về những vấn đề sâu xa, về lý lẽ, lý không có được ok, đâu ok, chỉ cần dục cho một chút gì đó lợi lộc á, là lúc bây giờ nói sao rồi cũng ừ hết á, nói sao cũng ừ hết á. Hoặc là dục cho một chút lợi lộc đó, rồi kêu là nói ngược lại vấn đề, nói biến trắng thành đen, đen thành trắng, là làm hết, không có chừa bất cứ một cái chuyện gì hết á. Bởi vì tham mà, tham lam mà, cứ đúc cho tiền tài là, hoặc là công danh hay là lợi lộc, là lúc đó là muốn họ nói sao cũng được. Nên trường hợp người này cũng vậy, người có tánh này là cũng không có sai được trong cái việc đàm luận pháp. Rồi hạng lười biếng, hạng lười biếng tức là tâm giả dười, tâm rất là mụi lược, thụ động, không có nhạy bén, không có nhạy bén. Cho nên khi suy xét những vấn đề ra cũng trở ngại, không có tốt đẹp. Rồi hạng suy nghĩ một chiều, thì cái trường hợp này nè thưa quý vị, trường hợp này nè nó rất là thường gặp. Suy nghĩ một chiều là sao? Suy nghĩ một chiều tức là chỉ có biết một mà không có nhìn ra được những vấn đề khác. Đó là gọi là suy nghĩ một chiều, cứ cho rằng cái này nó là đúng và tất cả những trường hợp khác nó là sai hết. Tuy nhiên nó có những cái nó có những sự việc mà nó đúng trong trường hợp này, đúng trong trường hợp này, nhưng mà nó lại sơ hở trong trường hợp khác đó. Chính vì thế mà đối với những trường hợp mà khi chúng ta muốn hiểu biết một vấn đề gì mà nó đầy đủ á, thì mình phải xem xét một cách kỹ lưỡng đa chiều của sự việc đó, chứ đừng có coi như là phán quyết, coi như là người ta hay gọi một câu là nói như đúng rồi, tức là phán quyết một chiều, cho như vậy là lúc nào nó cũng như. Thật ra không phải như vậy đâu. Kể cả trong công việc rất là bình thường ở đời, có những cái trường hợp đó đúng không, mà cái khó khăn, cái khúc mắc nó nằm ở chỗ đó. Rồi từ đó mình đưa ra một cái nhận định là như vậy. Nhưng mà trên thực tế á, trong những trường hợp khác á, nó không phải là vấn đề, nó không nằm ở chỗ đó. Chính vì vậy mà cần phải loại bỏ cái tư tưởng mà mình suy nghĩ một chiều, một cách cục bộ, thì mới có thể
là một cái bước tốt đẹp, thuận lợi cho cái việc thảo luận được. Rồi, hạng ngu dốt. Hạng ngu dốt tức là người không có trí tuệ. Người không có trí tuệ thì trường hợp này khỏi phải giải thích nhiều. Nhưng mà những chuyện cần phải giải quyết bằng cách xem xét, nhìn nhận vấn đề, mà mình dốt nát quá, mình không có trí mà, thì làm sao mà có thể đàm luận được, làm sao có thể nói chuyện được với nhau. Rồi đó, đây là 8 hạng người khi mà gặp phải trong việc đàm luận sẽ có thể làm hỏng vấn đề. Thì ở đây thưa quý vị, thực ra trong bài học hôm nay khi nói đến ba cái việc chính như vậy thì chúng ta rút ra được một cái kết luận như thế này. Tức là bước trước khi mình làm bất cứ một cái chuyện gì, cái việc dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tốt trước khi tiến hành vào cái công việc đó là một cái bước khởi đầu quan trọng. Đó là một bước khởi đầu rất là quan trọng để đạt được cái mục đích lợi ích tối đa. Thì chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị. Chính vì thế mà trong cái cuộc sống của mình đó, đôi khi chúng ta chảnh mảng, không có xem xét những cái phương diện. Tại sao có những người ta lại đạt được cái kết quả rất là tốt? Đó là do người ta đã khắc phục được tất cả những cái trở ngại có thể gây đến cho cái công việc của họ. Chính vì vậy mà họ đạt được cái năng suất tối đa trong cái công việc. Với cả đối với những cái người cư sĩ rất là bình thường thôi, khi mà mình làm việc ở trong đời sống thế gian đó, nếu mà chúng ta không có cái khả năng này, không có những cái kỹ năng này, cũng sẽ không có đạt được nhiều cái lợi ích trong cái ngành nghề, trong cái việc học tập của chính bản thân họ. Ở bất cứ một phương tiện nào, một phương diện nào của cuộc sống, nó đều có nhiều những cái yếu tố để mà trợ giúp cho cái sự thành tựu. Song song đó, ngược lại, cũng có rất nhiều những yếu tố nó có thể gây những cái trở ngại. Cái vấn đề quan trọng ở đây là mình có nhìn ra được những cái điều đó hay không thôi. Chúng ta có nhìn ra được những điều đó hay không? Kể cả đối với việc học tập pháp cũng vậy đó, học pháp cũng vậy đó, thực hành pháp cũng vậy đó. Có những nơi mà mình không có khéo á, mình đi đến á, nó sẽ gây trở ngại cho cái pháp hành của chính bản thân. Có những con người mà khi mình gặp á, mình sống gần gũi á, nó cũng ảnh hưởng cho cái pháp hành của bản thân mình. Và đối với chính cá nhân, nếu như mà chúng ta không có dọn dẹp những cái rác rến, những cái chướng ngại về thân khẩu, về cái cách sống, cái đời sống, cái cách sống của chính mình, thì pháp hành nó cũng không tiến triển được. Chính vì vậy mà lý do tại sao mà có những cái thời khóa mà người ta mở ra để mà tu tập á, trong lúc mà mình tham gia, mình học tập, mình thực hành á, ở nơi đó thì chúng ta tiến triển về pháp thực hành nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà tại sao mình quay trở về cái môi trường sống của mình nó lại không được như vậy? Những khi như vậy chúng ta cần phải
hiểu, ta cần phải hiểu nguyên nhân, phải tìm xét, phải xem xét mọi cái vấn đề. Tại vì tại sao lại như thế? Ở trong những cái khóa thiền tu tập đó, thưa quý vị, thứ nhất là mình hạn chế được rất là nhiều những cái nguy cơ để thân khẩu của mình nó bị bất tịnh. Hạn chế được rất nhiều. Rồi, cho nên đó là một cái thuận lợi. Cái thứ hai là cái bối cảnh sống của chúng ta nó rất là giản dị, nó không có phức tạp, cho nên những cái thuận lợi của lậu hoặc á, nó khó sanh thật, nó khó sanh thật. Như thế thì tiện bề cho pháp hành của mình nó dễ dàng tiến triển. Hơn nữa cái con người mà mình tiếp cận á, tiếp xúc á, thì ai người ta cũng lo tu. Cho dù có nói chuyện với nhau đi nữa thì cũng trong cái phạm vi tu hành. Trong khi ngoài đời á, thì chúng ta gặp đủ thứ câu chuyện hết. Gặp chú hai thì chú hai nói về hôm qua mới bị vợ giận hờn cho nên hôm nay buồn quá chẳng hạn. Rồi gặp cô Sáu thì cô Sáu nói là hôm nay là bán ế quá, không có bán được hàng cho nên không có tiền nuôi con chẳng hạn. Rồi gặp cô Tám thì cô Tám nói là công việc ở công ty dạo này không có được thuận lợi, có một con nhỏ thư ký kia vô nó dẹo với ông sếp quá cho nên giờ ông sếp cũng hết coi như là quan tâm đến mình rồi. Nên tôi coi như là giờ tôi thành như là thứ phi rồi, tôi bị hất hủi rồi, nên công việc dạo này nó không có được tốt chẳng hạn, vân vân. Nói chung là đủ thứ câu chuyện. Chính vì thế mà khi mà mình muốn làm một cái gì đó cho nó có kết quả mỹ mãn thì mình phải quán xét hết tất cả những yếu tố nó gây bất lợi. Khi mà mình loại bỏ được những điều đó, thưa quý vị, thì nó cũng giống như là đang ở trong một cái tư thế rất là sung mãn, rất là ok, rất là có lợi. Trong việc đánh trận cũng vậy nữa. Khi mà người ta chiến đấu với nhau, những vị vua này muốn đánh chiếm chỗ khác thì công việc chuẩn bị rất gần 50% cái tỷ lệ thắng trận. Công việc chuẩn bị, mình phải chuẩn bị về quân lực nè, rồi chuẩn bị về sức khỏe, rồi binh lính, rồi phương án tác chiến, phải coi như là tiến hành bỏ những cái thành phần coi như là gây trở ngại nội gián ở trong tập thể chẳng hạn, rồi trọng dụng những nhân tài vân vân đủ thì cái cơ nó mới cao. Còn bằng không là mình sẽ bị thất thế, mình sẽ bị thất thế. Cái chuyện tu tập, cái chuyện học pháp cũng vậy thôi, chuyện học pháp cũng vậy thôi. Rồi đó là như vậy. Nay chúng ta học tới đây thôi. Còn thời gian còn lại, quý vị có trong thời gian vừa rồi có cái gì chưa có được rõ ràng hay không, nhất là trong bài học này, thì chúng ta có thể giải quyết luôn. Rồi xin mời cô Linh Như. Có chuyện rồi đó. Xin mời cô Linh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sang Khai. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Vi Niệm đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, hồi nãy con nghe sư giảng cái vụ chư thiên á, mà nãy giờ con ngồi dưới này con thắc mắc hoài. Thì con nhớ có lần con đi chung với lại ngài với lại mấy chư tăng á, đi một cái chỗ những cái vùng mà giống như những cái chùa hay là những cái gì kêu là mới lập cho làm cốc vậy sư. Thì con nghe cô những cái vị sư hay nói á, là khi mà cái chỗ nào có chánh pháp, có tu hành á, mà cái miếng đất đó đó thì dễ lập chùa, hoặc là
tự nhiên nó khiến lên có một cái vị sư lại á, là chùa hoặc là bà con Phật tử họ sẽ chung sức họ làm ra một cái chùa rất là mau. Chẳng hạn như ở gần cái chỗ con khoảng nửa tiếng 45 phút á, thì con biết có một vị sư Thái Lan vừa mới qua thôi, thì trong vòng một năm hơn thôi là vị ấy đã có nhiều người á, là đã gom lại làm một cái ngôi chùa rất là lớn rồi sư, trong khi có những người vị sư ở đây á, là 20-30 năm mà cứ quyên hoài không có được, giống như cái chỗ cái vùng đất đó có chư thiên họ hộ vậy đó sư. Nãy giờ con thắc mắc á, là những cái vùng mình tới đó, những làm sao mình biết cái chỗ nào là có vị chư thiên tu hay là không tu, hay là cái đó toàn là hên xui may rủi vậy bạch sư? Mà thí dụ như là mình mà một người xuất gia mà mình đi lại mấy cái chỗ đó, một cái chỗ miếng đất mới như vậy, thì mình lại phải làm sao? Chứ nếu mà mình cứ nhất định là mình mua một cái miếng đất rồi mình làm những cái chùa như vậy, mình muốn làm cái chùa để cho bà con tu thôi, không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà cái chỗ đó chư thiên không có ủng hộ hoặc là họ không có cái tâm lành á, thì họ sẽ phá hoài như vậy thì sao bạch sư? Dạ con xin nhân bích lại cho sư ạ. Sa thủ. Thật ra cái đối với phàm phu của mình á, cái chỗ nào mà có chư thiên họ ở hay không á, hay là nói cách khác là những người khuất mặt khuất mày, thì mình không có biết một cách chắc chắn được. Mà đến khi mình biết á, là chẳng qua là nó đã có một số những cái chuyện mà xảy ra mà mình không có giải thích được, là mình thấy kỳ kỳ. Cho nên từ đó mình mới nhận định là chỗ đó có chư thiên, hoặc là có dạ xoa, hoặc là có những người như là khuất mặt khuất mày, người ta cứ ngủ thôi. Cho nên chính vì thế mà khi nói đến chuyện này, xin mới nhớ lại ở trong luật tạng, Đức Phật có dạy đến một vị tỳ kheo á, một vị tỳ kheo khi mà làm cốc liêu á, khi mà làm trú sứ lớn á, thì có người ta cúng đất đai để mà làm trú sứ, thì cái vị đó nó phải làm thực hiện một cái công việc, vị đó phải thực hiện một cái công việc, đó là đến trình với chư tăng, đến trình với hội chúng, đến trình với hội chúng. Sau đó sau đó thì cái vị rành rẽ về luật đó, thưa quý vị, sẽ cùng với chư tăng, sẽ cùng với hội chúng từ 4 vị trở lên đi xem xét cái nơi đó. Đi xem xét cái nơi đó nó có thuận lợi, nó có phù hợp cho cái việc xây cất hay không. Nó có cái chuyện này nữa, nó có chuyện này nữa. Nên cái người mà không biết luật á, bà đâu làm đó, không chừng nó bị dính vào cái tội sanh khả đi si sát. Bị dính vào cái tội đó. Mà không hề biết. Chính vì thế mà ở trong số 13 cái đường học tăng đó, nó cần có một số những cái quy định trong cái việc xây cấp nữa. Đối với chư tăng mà rành về luật đó, thì khi đã nhận hoặc là muốn làm một cái trú sứ, một cốc liêu hoặc là một cái nơi thờ tự ở trên vùng đất nào, thì cần phải có cái sự thẩm định của chư tỳ kheo, và nhất là trong số đó phải có vị rành rẽ về cái địa hình nơi nào cần phải phù hợp và nơi nào phù hợp, nó có những cái pháp trở ngại gì đó hay không. Chẳng hạn như chỗ đó là chỗ có gò mối, chỗ đó là chỗ không có nên xây cất, nó gần ở những cái tụ điểm nó không có thích hợp, vân vân, đủ thứ, mọi khía cạnh như vậy á. Dâu đã thấy ok rồi, đã thấy ok rồi thì vị đó mới tuyên ngôn, mới tác bạch với chư tăng
về cái việc xác nhận là cái chú xứ này, cái chỗ này xây cất được, ổn định, không sao hết. Chính vì thế mà nếu mà y cứ theo luật đó thưa quý vị, khi mà chư Tăng mà xây cốc liêu đó, thật ra là nếu như có người gia chủ người ta làm sẵn rồi để mà người ta chỉ việc thỉnh mời ông sư về ở thôi, thì cái chuyện đó khỏi cần phải thực hiện, không cần phải ở giai đoạn đó. Nhưng mà chính bản thân mà vị sư á, mà đi làm á, thì phải làm, thì phải thực hiện cái thao tác là thỉnh chư Tăng để mà xem xét tác trình với chư Tăng, tác trình với chư Tăng để mà coi cái chỗ đó nó có những cái trở ngại gì hay không, có trở ngại gì không. À, cho nên đây là một chuyện người cư sĩ của mình cũng cần phải biết nữa. Bởi vì tại sao lại như vậy? Đối với những người cư sĩ á, người ta mà biết về luật á, nó sẽ trợ giúp cho chư Tăng. Thứ nhất là làm đúng theo cái di huấn của bậc đạo sư. Thứ hai là sẽ không gặp nhiều những cái trở ngại trong một số những việc mà nó liên hệ đến thế sự. Quý vị biết không, ở Việt Nam á, nó có một cái chuyện như thế này liên hệ đến cái chú xứ mà mình thiết lập. Bởi vì ở đây không phải là nước quốc giáo, cho nên chính vì vậy thế mà cái việc thiết lập cái chỗ ở của mình đó, nhất là vị sư đó, ông sư mà đi đến chỗ nào ở chừng vài ngày thôi là bắt đầu là chính quyền ở đó người ta để ý rồi. Bởi vì người ta rất là ngại đến cái việc là ông sư đó vô ở thời gian đó mà không thấy đi là chắc không biết là sau này mọc lên hai ba cái chùa ở đó hay không. Mà ở trong luật thì có quy định là cái chỗ nào mà đã được xác nhận ở trong luật Việt Nam á, chỗ nào mà đã được xác nhận là cơ sở tôn giáo á, thì sau này á, mà muốn tiến hành giải tỏa, muốn bứng gốc đi á, thì bứng không có được, muốn giải tỏa đâu cũng phải né cái chùa ra, né những cái đó là. Cho nên chính vì thế mà để đặt bút xuống á, mà xác nhận á, là một chuyện mà là phía chính quyền người ta rất là cân nhắc, người ta suy nghĩ nhiều lắm, người ta rất sợ. Chính vì thế mà những người cư sĩ ở Việt Nam á, thông thường người ta biết được cái điểm khó khăn này á, thì trong tất cả những cái thao tác mà liên hệ đến chính quyền ra sẽ tự động người ta đứng ra, người ta làm hết, người ta dàn xếp hết, nó sẽ không gây nhiều khó khăn trở ngại đến cho một vị sư. Quý vị biết không, mình làm vị sư, mình nói chuyện với những người mà người ta có cái tín ngưỡng đó, thì chẳng hạn giờ sư cô Nguyên Như đi làm bên sở nhà đất đi, mà gặp sư Giác Nguyên hay là sư Ba Giác Giới rồi lên, mà chỉ cần cười một cái thôi là cô như ký hết cái chuyện đó là dễ rồi. Nhưng mà người khác thì người ta không có tín ngưỡng chung với mình, không có tín ngưỡng chúng mình, cho nên rất là khó khăn. Chưa kể mà người ta có dị ứng khác tín ngưỡng nữa, trời ơi, hành hạ ông sư lên bờ xuống ruộng. Vì vậy thà để cho người đời người ta làm, ta làm trước xong hết rồi đâu vô đó, rồi chỉ cần coi như là dàn xếp hết về mặt pháp lý rồi, bây giờ chỉ cần coi như thỉnh quý sư về ở thôi là ok xong. Thứ nhất là giải quyết về những cái rắc rối về thế sự. Thứ hai á, là cũng chư Tăng cũng không có cái bận tâm về luật trong cái việc xây dựng. Còn chính bản thân của chư Tăng làm thưa quý vị, nó khó khăn đủ thứ rồi, thứ nhất là về pháp lý nè, rồi thứ hai là về luật xây cất mà Đức Phật ngài đã quy định. Thật ra Đức Thế Tôn ngài quy định á, chư Tăng khi mà xây dựng ở đâu á, cần phải xem xét, có vị phải hiểu biết để tránh những cái nguy hại, thôi chứ không phải làm khó, chứ không phải coi như là hành hạ chạy qua chỗ này ký, chạy tới chỗ kia để mà vì lý do gì đó, không phải có ý đó. Đó là như vậy đó. Còn về mặt chư thiên á, khi mà mình đến ở một cái trú xứ nào lạ thì quả thật á, đối với phàm phu của mình không lực gì hết đó, thì mình không có biết được. Nhưng mà có một cái gợi ý như sau. Thường á, thì hồi đó sư học chùa Siêu Lý, sư phụ Tuệ Siêu á, kể cả trong cái việc mà ngài chặt một cái cây muốn giải tỏa để mà làm liêu cốc á, nhất là cây mà nó có thâm niên lâu ngày nữa,
thì mình phải có cái lời bày tỏ tác bạch đến cho người ta trước, để cho người ta có cái sự chuẩn bị chứ. Cũng giống như mình muốn giải tỏa nhà của người ta, mình phải cho người ta cái thời gian để cho người ta phải dọn hành lý rồi thu xếp chỗ ở trước chứ. Nếu chưa có nói năng gì hết, đến làm cái rớt cái luôn thì làm sao mà người ta không phẫn nộ được, sao người ta không có phẫn nộ được. Nên đó là cái chuyện mà mình cần phải học tập, mình cần phải biết. Nó gây nó là một cái cách cư xử rất là khéo, cách cư xử rất khéo ở trong cái đời sống. Trong kinh Đức Phật này dạy hết á, dạy nhiều lắm, dạy kể cả những cái lối sống rất là thường nhật cần phải cư xử như thế nào, nó thuận theo lẽ đời nữa, nó phù hợp, nó không có bị chê trách bất cứ về phương diện nào hết. Đó là như vậy đó. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính tri ân sư Vi Niệm đã trả lời câu hỏi cũng như dạ hôm nay học thêm vài điều mới lạ bạch sư. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông và dạ, sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, con không biết sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không bạch sư. Sư có nghe được âm thanh cũng như không ạ? Xin sư cho con tín hiệu bạch sư. Rồi, hình như là sư Nguyên Thông đã bị mất sóng nữa rồi. Dạ, dạ con xin. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Và đề quá ta sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu phu chi ta so thân ca ron tê tha huy hà ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na wa ca cha phân tha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sabba na phu ta sukhita pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sakaron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga la sang khô hồ tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu san thầm mô sắp bê thầm ma cha ri nô vô thân sầm ba bù ni ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê Y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô Y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô Y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô Y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc thá già quá hằng hồ tu á nà gát tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và nguyên như
Chân thành mời tất cả các chư vị Phật tử trở lại Ramunyu Kỳ Viên vào ngày thứ sáu, cũng là ngày học vi diệu pháp của thầy Kinh Nilanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.